Công phu mắc cỡ Tôi, bác sĩ thú y Đỗ Văn Viễn ban trị sự tỉnh Châu Đốc Đã quy y vào đạo Từ năm 1939 Nhưng thường né tránh mỗi thời công phu Sáng và chiều Ngày nọ, trong dịp xuống tổ đình Tôi bạo dạng trình với đức thầy Thưa thầy, cũng lại mỗi ngày Sao con mắc cỡ quá À, tu cốt yếu Ở sự trao tâm, sửa tánh chờ đâu phải cúng lại mới gọi là tu. Nói dứt lời, Ngài bàn qua vấn đề khác. Khi tôi chuẩn bị cứu ra về, Đức Thầy đi tới quàng tay qua cổ của tôi và ân cần dặn dò. Biết rằng không phải cúng lại là tu, nhưng người tu phải siêng năng cúng lại, tinh tấn, mới ra giảng là người tu, để làm gương cho đời biết mà hành theo. Chứ nếu không, thì con ma giải đãi sẽ nhấn chìm mình. Được lời nhắc nhở của Đức Thầy, từ đó tôi không dám sao lãng việc công phu thường hằng của người tín đồ. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Đức Thầy, trong quyển Từ giả làng nhân nghĩa, theo lời kể của bác sĩ Đỗ Văn Viễn. Ha, ha, ha,